commit, mình commit lấy chồng, tức là mình cam kết ở với chồng cho tới khi răng long đầu bạc. Đó là một cái commitment, thấy không? Thấy không? Rồi thí dụ như là em thương anh thương em, thấy không? Chứ mình đâu có nói tôi cưới cô mà cho tới hồi nào mà cô vậy thì là thôi tôi không cưới nữa đâu. Này commitment mà, thấy không? Commitment là mình, bởi vì commitment nó mới có cái chữ committee đó. Committee là cái ủy ban đó. Cái ủy ban đó họ phải làm một commit cái chuyện gì. Ok, mình commit. Thí dụ mình trong đời mình ai có commit gì không? Kể tôi nghe mình cái commitment của ai. À, con commitment gì không? Bây giờ, thôi bây giờ nói đừng nói xa, giờ nói gần là năm nay. Bà con mình tính cái gì? Mỗi người tính gì? Nói tôi nghe cái commitment của mình năm nay làm gì? Thí dụ như commitment to change something, thay đổi một cái gì đó in your life, trong cuộc đời của mình, trong mình này. Một cam kết để thay đổi một cái gì ha. Thí dụ như là such as, thí dụ như đó, số 14 đọc với tôi đi, such as, phải thuộc cái hai chữ đó nha, such as, kể ra đó, kể lễ đó, such as. Bắt tội ông xã này buổi sáng đó. Ngủ dậy cái mình mở ra vô mình nói hết, mình kể hết tội ông ra, thì cái đó là such as. Sáng nào cũng kể, kể có chừng đó tội, kể tới kể lui, kể cái tội này nó lôi ra tội khác. Such as. Rồi nể cái such as là, rồi ông mới hỏi là còn gì nữa không. Such as thì mình nói thật, ví dụ như là such as to practice English, là thực tập tiếng Anh, thấy không? Đọc của tôi, practice English. Practice English. Practice English. Practice English. Practice English. Practice English. Practice là thực tập đó, nè. Practice English. Practice. 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 Cái chữ nó chữ practice hay lắm. Mình dùng cho mấy cái ông mà nhà nghề đó. Thí dụ như bác sĩ, luật sư rồi đó là họ practice. À, nó phải thực tập. Họ làm á. Thí dụ I practice law in Chicago, là tôi hành nghề luật sư ở Chicago, practice law, thấy không? Rồi thí dụ như là tôi làm bác sĩ ở Little Sài Gòn, I practice gì? Không phải practice doctor, I practice gì? I practice medicine. Medicine là thuốc men, nhưng mà không phải là dược sĩ. Practice medicine là làm y sĩ đó. Yeah. I practice medicine, yeah, in Little Sài Gòn. Practice luật thì practice law. Còn practice gì nữa, ai nghĩ coi được rồi. Practice gì? Mình làm nghề dạy học. Được không? Tôi dạy anh văn. Tôi dạy học ở Long Xuyên chẳng nhỉ. Thì mình không nói là I practice teaching được. Cái động từ practice đó chỉ dùng cho những cái mà nhà nghề cao cấp thôi. Thí dụ như bác sĩ, luật sư. À, mà giảng đạo cũng không có dùng practice được nữa. Tôi làm nghề giảng đạo. Được, hả? Nhưng mà sao cho học trò được? Học trò cũng không được nữa. Học trò thực tập thì nói tiếng Anh. À, như học trò ta là mình thực tập tiếng Anh thì được. I practice English thì được. Từ mình học mà. Yeah. Cho nên cái practice đó là mình thực tập. Yeah. Và practice English. Rồi to exercise là gì? Tập thể dục. Yeah. Đầu năm mình bắt đầu mình hoặc là mình tập nói tiếng Anh, thực tập tiếng Anh, hay là mình chút nữa là có dạy cái đó nữa đó. Đó dạy đó thầy mình. To exercise là thực tập. Yeah. Exercise là tập thể dục chứ. Yeah. Tôi gì nữa? To lose 50 pounds. Mất đi bao 50 pounds. Tùy người thấy không? 50 pounds là biến mất luôn. Nếu mấy người nào thiệt là thiệt phúc hậu á. Tròn trịa mà phúc hậu á thì mấy người đó 50 pounds. Yeah. To lose 50 pounds. 20 pounds hay gì cũng được. To talk more to your gì? Children. Mình nói nhiều chuyện nhiều hơn với con gái. Nhiều khi mình ít nói với tụi nó quá. Thấy không? Thành ra
nó không hiểu mình cũng hiểu nó. Em đọc với tôi, đọc với tôi. Tu gì? Such as to practice English, to exercise, to lose 50 pounds, to talk more to your children. Qua 15, câu 15, 15. Tôi chưa có bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Tại Việt Nam mình không có quen chuyện đó. Yeah. I've never thought of it. I've never thought of it. Thought là từ động từ tu gì? To think. Think là suy nghĩ. Ha. Quá khứ của think là thought. Yeah. Think, thought. Yeah. I've never thought of it. Tức là tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Yeah. Yeah. Sao chừng nào em lấy chồng? I've never thought of it. Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Yeah. I've never thought of it. Yeah. À, nói chứ, ông chừng nào ông trúng số, thì ông làm gì? Anh trúng số, ông làm trống độc đắc, ông làm gì? Thì I've never thought of it. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Trúng thì có nghĩ trúng, nhưng mà không. Trúng để làm gì chưa tính được, thấy không? I've never thought of it. 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 Nhắm mắt tưởng tượng và mình làm cái gì? Chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng hay chưa nghĩ tới lấy chuyện gì đó. I've never thought of it. I've never thought of it. Lắc đầu nữa. Mình nói là mình phải lắc đầu chứ. I never thought of it. I've never thought of it. Chứ không lý mình nói câu đó mà mình gục đầu. I've never thought of it không được. Chỉ có Ấn Độ nó vừa nói no mà nó gục đầu thôi. Chứ. I never thought of it. I've never thought of it. I have never thought of it. Nhưng mà ta nói mau quá không còn have nữa. Giống như I never thought of it. Nhưng mà nó là have a, I have never thought of it. Thì nhờ cái thought là mình biết nó dùng chữ have. Yeah. All right. Để đó về thực tập cho tôi 30 lần được không? Được. I've never thought of it. Sao mà thầy biểu đi về tập 30 lần mà lại dám trả lời là I've never thought of it? Chưa bao giờ tưởng tượng nổi. I've never thought of it. Mình phải sẵn sàng chứ. I've never thought of it. Yeah. Rồi. Thời gian đi mau quá, thì thời gian đi nhanh. Time goes by fast. Goes by là nó đi qua đó. Bóng câu cửa sổ. Time goes by fast. Goes by. Tức là nó là nó ngôi thứ ba, nó là time là thứ ba, thì nó phải goes. Goes ra được từ động từ gì? Go. Go when gì? Go when gone. Yeah. Nhưng mà đây nó là go goes là bởi vì nó ngôi thứ ba. Time goes. You better do something. À, bạn nên làm một cái gì đi. Thời gian đi qua mau. Bạn nên làm một cái gì đi. Trước khi quá trễ. Before it's too late. Before it's too late. Before it's too late. Câu này tập được nè. You better do something. Before it's too late. You better do something 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 before it's too late. Bữa nay là mình ít đi học, ít người mà mình học được lớp hơn đấy không? Học được bao nhiêu cái phương thức học đấy chưa? À, chẳng phải không đâu. Nhớ mấy cái gì mà thầy dạy đó, về áp dụng đi. Không có thầy nào dạy cái kiểu này đâu. Đi học với Mỹ còn khuya nó mới chỉ cho mình đó này. Cái này là kỷ niệm xương máu không đó. Năm nay thầy 74 tuổi mà nói em Giang từ hồi 14 tuổi. Thế giờ là mấy chục năm rồi, thấy không? À, mà học anh Giang là từ hồi 14 tuổi, thấy không? Chắc dễ gì. 60 năm mà nói mà xài luôn đó. 60 năm nữa thành ra nếm đủ mùi đời rồi, thấy không? Alright, tiếp theo mình qua một cái nữa là time goes fast. Câu 17 là
We must spend time for more reading. Chúng ta phải bỏ thêm thì giờ để đọc. For more reading. More meditation. Để suy tư, để mà chiêm nghiệm. More meditation. Meditation. More praying. Cầu nguyện. More praying. To our maker. Maker là làm, cái đấng mà làm nên mình đó, cái đấng tạo dựng nên thân thể mình, con người mình đó, Mỹ nó hay kêu là maker, nghĩa là we will see our maker, chúng ta sẽ gặp cái đấng mà làm ra chúng ta đó, tức là đấng tạo hóa đó, our creator là tạo dựng, creator là đấng tạo hóa. Yeah. Rồi câu một còn vài câu chót nữa. We must do good deeds. Số 18 đó là we must do good deeds. Deeds có plural nhé. Yeah. We must do good deeds. Helping the poor. Giúp đỡ kẻ nghèo khó. Helping the poor. The unfortunate. Unfortunate là kẻ kém may mắn, không may mắn, kẻ không được may mắn. Unfortunate. Đọc với tôi. Unfortunate. Ones. One là những người á. Unfortunate. All right. Số 19. For that is true love. Đó là tình yêu chân thật. For that is true love. And unselfish love. Selfish là ích kỷ, mà unselfish là không ích kỷ. Unselfish. Unselfish. Unselfish love. Unselfish love. Số 20. And that is Tao. Đó là đạo đó. All the way. Way là con đường đi, tức là đạo đó. All the way. The truth. Truth. Là chân lý. Yeah. And the life. Là sự sống. The life. The life. The life. Nói đi. The way. The truth. The life. That one said. Tức là có một lần đã có người nói. By the incarnated. Incarnated. Incarnated là hóa thân. Hay là đầu thai đó. In the incarnated. Incarnated. Một bụi nào hóa kiếp thân tôi đó. Là incarnated into myself đó. Hạt bụi nào ấy.